Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bột hoa hồi nhé. Hoa hồi hay còn gọi là đại hồi hoặc giác hồi hương, trong tiếng Trung nó có nghĩa là tám cánh. Bột hoa hồi là thành phẩm của những bông hoa hồi tán nhỏ, nghiền thành bột. Bột hoa hồi rất mịn, màu vàng đậm, màu hoa hồi, có mùi thơm đặc trưng của hoa hồi. Đây là một loại gia vị dùng trong chế biến các món ăn ngon của người Việt. Ngoài ra, bột hoa hồi còn có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Bột hoa hồi được dùng như một loại dược liệu với nhiều công dụng chữa bệnh hiệu quả, giúp trung tiện chữa đầy bụng, khó tiêu, hỗ trợ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tác dụng giảm đau, giảm co bóp ở dạ dày và ruột, giúp lợi sữa, chữa trị tình trạng nôn mửa, trị chứng thấp khớp, đau lưng, chữa ngộ độc cá thịt và được dùng để chữa rắn độc cắn, kích thích vị giác, điều hòa khí huyết, giúp điều trị bệnh cúm. Bột hoa hồi là một sản vật của núi rừng, tạo nên nét ẩm thực riêng biệt của người Việt. Đây là một thứ gia vị có mùi thơm đặc trưng khó cưỡng. Ngoài ra, bột hoa hồi còn được dùng như một vị thuốc chữa bệnh. Ngoài công dụng tuyệt vời trong ẩm thực, thì bột hoa hồi còn có công dụng chữa bệnh thần kỳ. Đây là dược liệu quý không thể thiếu trong một số bài thuốc. Chữa hôi miệng, hoa hồi có vị thơm nồng, mùi hương thơm lâu nên chúng được sử dụng để lấn át mùi hôi. Sử dụng bằng cách ngậm bột hoa hồi mỗi ngày để hơi thở luôn thơm mát. Chữa cảm hàn, đau bụng, thổ tả, mỗi ngày sử dụng 200g bột hoa hồi uống cùng với rượu. Sử dụng liên tục 3-4 ngày sẽ đạt được hiệu quả mong muốn. Chữa đau lưng, để tình trạng đau lưng thuyên giảm nhanh chóng thì bạn cần kết hợp điều trị cả bên trong và bên ngoài. Mỗi ngày sử dụng 6-8g bột hoa hồi uống với rượu để điều trị bên trong, đồng thời dùng lá ngải cứu chườm nóng và xoa bóp bên ngoài. Tình trạng đau nhức sẽ giảm nhanh chóng sau vài lần sử dụng. Chữa cổ trướng và thũng trướng mãn tính, hồi và bìm bìm trộn theo tỷ lệ 1:4, uống 2-3 lần mỗi ngày, liên tục trong 3-4 ngày sẽ hỗ trợ điều trị bệnh vô cùng hiệu quả. Đại tiểu tiện không lợi, sử dụng bột hoa hồi kết hợp với bìm bìm, uống cùng với nước gừng, kiên trì sử dụng sau vài lần, đại tiện sẽ diễn ra bình thường. Hiện nay, bột hoa hồi được bán rất nhiều trên thị trường, tuy nhiên chất lượng sản phẩm cũng như nguồn gốc sản phẩm vẫn chưa được kiểm chứng khiến người tiêu dùng hoang mang khó nhận biết thật giả. Nông sản Dũng Hà là địa chỉ bán bột hoa hồi uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chúng tôi là đại lý cấp 1 chuyên cung cấp các sản phẩm bột 100% nguyên chất được làm từ các nguyên liệu thiên nhiên. Chúng tôi cam kết không hóa chất, công chất bảo quản để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người sử dụng. Song đó, chúng tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm sạch trên cả nước nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm bột hoa hồi và giá cả của chúng. Bạn có thể đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp tại 683 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé.